Sau đây thì tôi sẽ test chiếc máy băm cỏ 1.1kW này cho các bạn xem nhé. Và bây giờ tôi sẽ mở chiếc nắp này ra để test trực tiếp cho các bạn xem chiếc cái lưỡi cắt của nó như thế nào nha. Và đây là thành phẩm của chúng ta. Băm chuối, băm dọc mùng, băm bèo, băm cỏ. Tiếp theo trong dòng sản phẩm này, tôi sẽ test chiếc máy băm cỏ tròn. Bây giờ các bạn hãy xem chiếc băm cỏ tròn này băm như thế nào nha. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.